Lionel Messi quyết tâm hạ Brazil. Lionel Messi vừa lên tiếng trước trận đấu gặp Brazil sau lùm xùm với hành động không đẹp trong trận thua của Argentina trước Uruguay mới đây. Gạt qua những chuyện không hay, chủ nhân của 8 quả bóng vàng mới đây đã lên tiếng trước trận đấu quan trọng trên sân khách trước tuyển Brazil. Đội bóng cũng vừa thất bại trong lượt trận trước đó. Cụ thể, Empurga đặt quyết tâm rất cao để đánh bại đối thủ chuyển kiếp. Brazil có yêu cầu rất cao ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nên đây sẽ là một thử thách lớn với chúng tôi. Họ được chơi trên sân nhà và chiến thắng gần như là mục tiêu bắt buộc của họ. Nhưng Argentina cần biết phải làm gì. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt và giành kết quả cao nhất có thể. Messi và Argentina đã giành danh hiệu quốc tế đầu tiên cũng tại sân Maracana với Copa America 2021. Chắc chắn Albiceleste sẽ rất muốn tái hiện thành tích đó một lần nữa, ngay tại thánh địa của kình địch không đội trời chung. David De Gea từ chối tái hợp với Ronaldo. Thủ môn David De Gea được cho là đã từ chối mức lương 500.000 bảng mỗi tuần với cơ hội tái hợp với Cristiano Ronaldo ở Ả Rập Xê Út. David De Gea vẫn chưa có câu lạc bộ mới sau khi rời Manchester United vào mùa hè năm nay. Đội bóng Ả Rập Xê Út, Al Nassr, rất muốn có sự phục vụ của anh. Họ sẵn sàng đáp ứng cho thủ môn sinh năm 1990, mức lương là 500.000 bảng mỗi tuần. Nhưng các nguồn tin thân cận với De Gea khẳng định cô vợ Edurne không muốn thủ thành người Tây Ban Nha đến thi đấu tại châu Á. MU được cho là muốn ký hợp đồng ngắn hạn với De Gea trong bối cảnh Andre Onana sẽ tham dự cúp bóng đá châu Phi cùng đội tuyển Cameroon vào tháng 1 tới. MU đã mua Ante Bagidi từ Fenerbahce với giá 4,3 triệu bảng vào mùa hè năm 2023 và vẫn còn đó Tom Heaton. Nhưng đội chủ sở Old Trafford không thực sự tin tưởng vào hai thủ môn kể trên và muốn ký hợp đồng với De Gea. Lúc này MU vẫn chưa gửi lời đề nghị chính thức tới thủ thành 33 tuổi. Trong khi ở Tây Ban Nha, sự quan tâm của Valencia dành cho De Gea có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tài chính của họ. Ngoài ra, còn có những tín hiệu đèn xanh từ Inter Miami và De Gea được cho là có khả năng rất cao sẽ tới MLS thi đấu. Chủ tịch David Beckham có thể đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, qua đó đưa De Gea tới Mỹ. Nếu cập bến Inter Miami, De Gea sẽ trở thành đồng đội của Lionel Messi. Anh cũng tái hợp với hai đồng đội cũ tại tuyển Tây Ban Nha là Jordi Alba và Sergio Busquets. Mbappe lập kỷ lục khó tìm. Theo thống kê của tờ Opta, tiền đạo Kylian Mbappe đã đạt được cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu của mình vào ngày hôm qua. Trong trận thắng kỷ lục 14-0 của tuyển Pháp trước Gibraltar, đội trưởng Kylian Mbappe đã hoàn thành một cú hat-trick thứ 17 trong sự nghiệp của mình bằng cách lập một siêu phẩm từ khoảng cách gần 37m. Theo thống kê của Opta, vào ngày hôm qua thì Mbappe đã thiết lập một cột mốc mới đầy ấn tượng khi anh có được bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp thi đấu ở tuổi 24, 10 tháng và 29 ngày. Điều mà những người đàn anh như là Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không thể làm được khi họ ở độ tuổi như vậy. Cụ thể, Messi có bàn thắng thứ 300 vào tháng 10 năm 2012 khi anh 25 tuổi, 4 tháng và 3 ngày. Còn Ronaldo không đạt được cột mốc 300 bàn cho đến khi anh 27 tuổi. Mặc dù vậy, Mbappe lại khó có thể so sánh về tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Messi và Ronaldo. Chủ nhân của bóng vàng 2023 đã có 821 bàn thắng ở tuổi 36, còn ngôi sao người Bồ đã giữ kỷ lục thế giới với 865 bàn trong sự nghiệp và ở độ tuổi 38 thì con số bàn thắng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kể từ khi anh chuyển tới thi đấu cho Al Nassr. Erling Haaland báo tin vui cho Man City. Theo báo cáo thì tiền đạo Erling Haaland sẽ đủ thể lực để đối đầu với Liverpool vào Chủ nhật tới, ngày 25 tháng 11. Khi chấn thương của tiền đạo Man City được coi là không nghiêm trọng. Haaland bị chật mắt cá chân trong chiến thắng 2-0 của Na Uy trước đảo Faroe vào tối thứ Năm vừa qua ở vòng loại Euro 2024 và làm dấy lên mối lo ngại rằng anh sẽ bỏ lỡ trận đấu lớn sắp tới tại Premier League. Na Uy đã chính thức không thể giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2024 và Haaland sẽ không mạo hiểm ra sân trước Scotland vào rạng sáng ngày 20 tháng 11. Thay vào đó, anh sẽ sử dụng thời gian nghỉ phép để điều trị chấn thương và dự kiến sẽ trở lại khỏe mạnh trong cuộc đối đầu với Liverpool. Theo báo cáo của nhà báo Fabrizio Romano, chấn thương của Haaland được mô tả là nhẹ và sẽ không khiến anh phải ngồi ngoài trong bất kỳ khoảng thời gian đáng kể nào. Điều đó sẽ mang lại sự nhẹ nhõm dành cho huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City và những người ủng hộ Man City. Haaland hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, ghi bàn ở Premier League mùa thứ hai liên tiếp với 13 bàn sau 12 trận và là mối đe dọa tấn công lớn nhất của Man City. Tuy nhiên, Liverpool là một trong số ít đội mà Haaland chưa thể ghi bàn ở mùa giải trước và cũng đang là đối thủ cạnh tranh gần nhất của Man City cho ngai vàng Premier League. Sự sẵn sàng của Haaland là tia sáng trong bối cảnh âm u tại Man City. Đội bóng này đang có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương như là Mateo Kovacic, John Stones, Kevin De Bruyne, Ederson, Matheus Nunes và Nathan Ake.
Trong khi đó, tiền vệ Drobri đã bỏ lỡ trận thắng của Tây Ban Nha trước đảo Sip sau khi cảm thấy bị đau nhẹ. Onana rút lui khỏi đội tuyển Cameroon. Theo nhà báo Romano, Andre Onana đã rời khỏi đội tuyển Cameroon do chấn thương. Thông tin không hề vui đối với MU. Theo nhà báo này, thủ thành Andre Onana đã rút lui khỏi đội tuyển Cameroon do chấn thương. Onana dính chấn thương trong trận đấu giữa Cameroon và Mauritius trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Onana rời sân phút 81 sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc. Theo Romano, chấn thương của ngôi sao 27 tuổi không quá nghiêm trọng. Onana dự kiến sẽ sớm trở lại thi đấu cho Manchester United. Như vậy, Onana sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Cameroon và Libya sắp tới. Khả năng ra mắt bắt chính của Onana khi MU chạm trán Everton vào ngày 26 tháng 11 vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trong trường hợp Onana ngồi ngoài, huấn luyện viên Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ trao suất bắt chính cho Ante Bajidi, thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ cập bến MU vào mùa hè vừa qua từ Fenerbahce. Chấn thương của Onana khiến ten Hag đối mặt thêm cơn đau đầu về nhân sự. Thời điểm này thì MU có danh sách dài bệnh binh, bao gồm Casemiro, Luke Shaw, Rasmus Højlund, Christian Eriksen. MU sẽ đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt trong quãng thời gian FIFA Days. Đoàn quân của ten Hag lần lượt chạm trán Everton, Galatasaray, Newcastle và Chelsea. Bruno Fernandes chốt tương lai cùng MU. Đội trưởng Bruno Fernandes khẳng định anh hạnh phúc ở MU và bất chấp các tin đồn liên quan đến việc anh sẽ chuyển tới Ả Rập Xê Út. Trước đó, đội trưởng của MU được quỹ đầu tư công Saudi Arabia, chủ sở hữu của 4 đội bóng tại Saudi Pro League nhắm tới. Dù là đội trưởng của Quỷ Đỏ, nhưng màn trình diễn và thái độ của tiền vệ này đã vấp phải sự chỉ trích trong những năm qua. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi đã dập tắt tin đồn anh có thể rời khỏi Old Trafford. Chia sẻ trên Sport TV, Fernandes cho biết: "Tôi đang tập trung vào đội tuyển quốc gia và MU. Tôi hạnh phúc ở đây. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, chúng tôi có những khoảng thời gian rất tốt. Còn ở MU, chúng tôi đã không khởi đầu như ý muốn. Nhưng tôi không muốn bận tâm tới những tin đồn. Ngày nay, việc tung tin đồn trên báo chí rất dễ dàng. Tôi thích tập trung vào mục tiêu của mình hơn. Chỉ có thời gian mới có thể được cam kết của Fernandes với Manchester United mạnh mẽ như thế nào. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm 2026, lúc đó anh đã 31 tuổi. Nếu Quỷ Đỏ tiếp tục chật vật trong nỗ lực bám đuổi các đội bóng hàng đầu châu Âu, thì ngôi sao người Bồ có thể quyết định gia nhập dự án của Saudi Arabia."